đã thành truyền thống từ nhiều năm nay, đúng rằm tháng 10, phường Phố Cò thành phố Sông Công long trọng tổ chức lễ hội đền mẫu, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của nhân dân. Lễ hội đền mẫu Phố Cò năm nay đặc biệt hơn khi đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm đền mẫu Phố Cò được đón nhận di tích văn hóa cấp tỉnh. Lễ hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2023, tức ngày 14 tháng 10 năm Quý Mão. Tín ngưỡng thờ mẫu là một nét văn hóa sinh hoạt truyền thống chứa đựng nhiều giá trị nhân văn và đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đi sâu vào cái thực hành tín ngưỡng thờ mẫu và ý thức của con người, của đất Việt thì chúng tôi là một người gìn giữ, phát huy cái tín ngưỡng đạo mẫu và để biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền nhân và các vị anh hùng dân tộc. Chúng ta luôn luôn phải giữ gìn cái bản sắc văn hóa tín ngưỡng đạo mẫu và không nên làm phai mờ và không nên làm những cái gì nó ảnh hưởng đến văn hóa tín ngưỡng. Qua quá trình 15 năm đón nhận di tích văn hóa cấp tỉnh, đền mẫu Phố Cò luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ tiến lễ, công đức, phát linh của các cơ quan doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các Phật tử xa gần trong và ngoài địa bàn. Trong đó có sự phát linh, công đức xây dựng, tôn tạo trùng tu và duy trì phát triển của đền mẫu Phố Cò khang trang, to đẹp như ngày hôm nay. Chúng tôi đã triển khai cho các tổ chức chính trị đã huy động con người sẽ tập trung vào ngày 26 tháng 11 để chúng tôi có một cái lễ rước kiệu. Đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với công an thành phố Sông Công cử lực lượng đảm bảo công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự trong lễ kỷ niệm. Cùng với đó thì phối hợp với các cơ quan kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong, sau lễ hội. Lễ hội truyền thống năm nay cũng sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như hầu đồng, diễn sướng, tổ chức rước kiệu và phần thi sắp lễ dâng mẫu của 12 tổ dân phố trên địa bàn phường. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của chính quyền địa phương, tin tưởng rằng lễ hội đền mẫu Phố Cò năm 2023 thực sự là điểm hẹn văn hóa tâm linh của nhân dân và du khách.